Chào các bạn. Sau khi các bạn đã nắm được những cái phần kiến thức ở bài số 1 và bài số 2 thì chúng ta sẽ chuyển sang bài số 3. Và ở bài này thì mình sẽ nói kỹ hơn về cách đập nhịp của từng cái dạng nốt, nốt đen, nốt trắng, nốt chòi, nốt móc đơn ấy. Và sẽ hướng dẫn các bạn cách nhìn tab trên đàn guitar. Thứ nhất là cách đập nhịp của các cái dạng nốt. Thứ nhất là dạng nốt tròn, mình nhắc lại sẽ là nốt tròn là 4 phách, là chúng ta sẽ đập chân là 1, 2, 3, 4. Ví dụ mình sẽ đánh 3 nốt nhạc, đầu tiên là mi, fa, son thì là nốt tròn. Các bạn nhìn hình, đọc nhạc là mi đập thêm 2, 3, 4, fa 2, 3, 4, son 2, 3, 4. Đấy. Và khi cái tiếng đập mình đang đập mình đếm đấy thì tiếng đàn nó phải vang lên. Ví dụ như là bạn có thể nghe nhịp đập chân đấy. 2, 3, 4. Đấy, đánh lại nhé. Mi 2, 3, 4. Fa 2, 3, 4. Son 2, 3, 4. Dạng nốt trắng thì cũng đập, chúng ta sẽ đập hai phách. Ví dụ nốt nhạc là mi 2 fa 2 mi 2 son 2. Đánh trên đàn mi fa mi son. Đấy. Ở nốt đen chúng ta đập một phách và chúng ta sẽ phải đánh nó liên tục hơn. Ví dụ một đoạn nhạc ngắn ngắn mi mi fa fa son fa mi hai, và để ý nốt mi cuối cùng là mi trắng đập hai nhịp, đánh trên đàn mi mi fa fa son fa mi hai. Đấy. Tiếp theo là cái dạng nốt móc đơn. Và theo mình thì đây là cái dạng nốt mà đập nhịp sẽ khó nhất. Tại vì mình sẽ vừa phải đọc các nốt nó nhanh, phản xạ nhanh hơn với cả phần đọc và phần đánh các nốt vào dây. Mình ví dụ một cái đoạn nhạc, câu nhạc ngắn ngắn ấy. Đây, câu này thì có cả nốt đen, nốt móc đơn và cái dấu lặng đen. Để lưu ý là cái phần nốt móc đơn thì ta cứ đập xuống. Đập xuống là ta đánh một nốt, nhấc lên thì đánh một nốt. Đập xuống đánh một nốt, nhấc lên đánh một nốt. Ví dụ mình đọc nhạc trước. Đô, 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 rê, 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 mi, 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 đô. Nghỉ, đấy. Mình đánh lại này. Đô, 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 rê, 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 mi. Tiết tấu sẽ khó hơn và đánh trên đàn. Nghỉ. Đấy. Rồi là cái dạng các đánh cách cái đập nhịp các cái dạng nốt. Và để tập tốt phần này thì các bạn sẽ phải cố gắng đọc được nốt nhạc là nhanh và soạn xạ với tương ứng nốt nhạc đó ở trên cần đàn là như thế nào. Đấy. Và có thể nếu các bạn muốn thì các bạn có thể để lại email để mình có thể gửi cho các bạn các cái bài, những cái câu nhạc nhỏ để các bạn luyện tập đánh nhịp và đánh các cái nốt nhạc trên từng dây 1, dây 6 thì có những cái bài tập để luyện dây nốt nhạc trên dây 6, mi, fa, son và dây 5. Và phần thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là cách đọc tab. Cách đọc tab thì ở đàn guitar của chúng ta thì có một cái hỗ trợ đấy là cái tab. Và cái tab này là các bạn nhìn trên hình,
nó có 6 dòng kẻ và tương ứng là nó sẽ chỉ là 6 dây đàn trên đàn của chúng ta. Dòng kẻ là từ trên đếm xuống là chỉ các dây tương ứng là dây 1, 2, 3, 4, 5, 6 và dây 1 trên đàn là dây dây cung. Tương ứng là dòng trên cùng của ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các cái số in ở trên các dòng trên tab là chỉ các cái ngăn chúng ta sẽ bấm vào. Và cái số đấy in trên dòng nào thì bấm vào ngăn đó và trên dây tương ứng đấy. Ví dụ ở hình tiếp theo này, các bạn sẽ thấy là ví dụ đầu tiên là số 13 trên dây 1, chúng ta sẽ bấm vào ngăn số 13 trên dây 1, ngăn 13. Chỉ cần biết phải bấm vào ngăn nào, cứ biết bấm vào ngăn 13 đấy. Đấy, rồi gảy thôi. Ví dụ số 0 trên dây 13 trên dòng số 1, dây số 1 đấy, tức là dây 1 buông. Dòng số 2 và số 3 chẳng hạn thì chúng ta sẽ bấm vào ngăn 3. Trên dây số 2 thì số 10 thì bấm vào ngăn 10. Ngăn 10. Dễ nhìn. Và một cái ứng dụng nữa của tab đấy là các bạn có thể để ý là chúng ta có cùng một nốt, chẳng hạn ví dụ nốt đô, nhưng chúng ta có thể đánh ở vị trí này trên dây 2 ngăn 1 đô, hoặc chúng ta có thể đánh ở vị trí là dây 3 ngăn 5, đều là nốt đô, đều là nốt đô, nhưng chúng ta có thể bấm ở hai vị trí khác nhau và tùy vào cái bản nhạc của mình nó như thế nào thì tay đặt như nào mình sẽ bấm nốt đô tương ứng ở vị trí đấy, vị trí dây 2 ngăn 1 hoặc vị trí dây 3 ngăn 5. Đấy là cái tác dụng của tab, các bạn đánh sẽ dễ dàng hơn. Và lưu ý là các cái số ở trên tab này nó không thể hiện được là trường độ của nốt nhạc sẽ ngân dài là nốt đen, nốt trắng hay nốt tròn, cho nên các bạn vẫn phải là đọc được nốt nhạc ở trên các cái khu nhạc. Phần tab nó chỉ là phần hỗ trợ thôi. À, chứ cứ nếu mà cứ mải mê nhìn vào tab mà không đọc nốt nhạc thì chúng ta sẽ gặp cái lỗ hổng rất là lớn. Các bạn cố gắng là lưu ý phần này. Ok, ở trong bài này thì mình sẽ gói gọn lại hai vấn đề các bạn cần chú ý, đấy là cách đập nhịp của từng cái dạng nốt và cách đọc tab. Các bạn cố gắng dành thời gian để luyện tập tốt hai phần này và chúc các bạn tập luyện tốt. Và mọi cái đóng góp các bạn có thể để vào phần comment của video mà mình sẽ trả lời, và có thể bổ sung thêm vào các clip tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn.